Hôm nay là thứ sáu thì phải. Hình như là hôm nay là thứ sáu và có thể là hôm nay thì sẽ có nhiều người đổ về Vũng Tàu chơi đó, và cũng sẽ có nhiều chốt đó, để xem là mình có chẳng may mà mình bị dính một cái chốt nào đó kiểm tra hay không, và mình sẽ bị cái vấn đề gì đó hay không. Thì cái này thì không biết được, nhưng mình thì cứ đi đàng hoàng thôi, không có vấn đề gì phải sợ cả đó. Bởi vì mình cũng chưa có cái cà vẹt xe, chưa có cái giấy tờ xe nữa, mình nó vẫn còn đang hẹn mình đó, chưa đến ngày lên lấy nó. Bây giờ trong người là chỉ có cái giấy hẹn thôi đó, bởi vậy nên là mới lăng tăng, chứ còn nếu mà có cà vẹt luôn thì nó không sao. Và theo luật á, hình như là nếu mà chỉ có cái giấy hẹn thôi thì bạn vẫn được đi xe, bạn vẫn được chạy xe, nhưng mà chỉ được chạy trong cái khu vực của cái tỉnh đó thôi. Còn đi xa và đi qua cái tỉnh khác thì sẽ rất là rắc rối, nếu mà chẳng may bị có một cái vấn đề gì đó, hay là bị kiểm tra này nọ gì đó. Thì đó là mình tìm hiểu luật thì mình thấy là người ta nói như vậy. Đi qua chốt các bạn ơi. Đúng như mình dự đoán thì hôm nay là thứ bảy thì sẽ rất là nhiều chốt. Cuối tuần mà các bạn, nó nhiều chốt lắm. Hồi nãy đang dừng thì có một đoàn, gọi là đoàn chuyên đi bạo lực, chạy qua mâm, làm thấy ghê lắm kìa. Rồi chạy cái dèo qua, xong rồi không biết là lên trên này có bị hốt không, nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng không hốt đâu, bởi vì đang chạy ghê như vậy thì công an cũng không có ra để bắt làm cái gì cho nguy hiểm ra. Nhiều khi bắt không được mà gây tai nạn thì là cũng một trách việc nữa. Nhưng mà riêng đi vào Vũng Tàu mà mấy cái xe độ, công an không bắt liền đâu, nhưng mà công an sẽ đợi đi theo mình, đa số là thường phục đó, hình sự các kiểu đó, sẽ đợi cho những cái xe độ đó đi lại tới một cái địa điểm nào đó và dừng lại, vừa mới dừng lại kiểu để tham quan chơi, check in các thứ đó, là bắt đầu sẽ bắt luôn đó. Bắt một cái là xe úi rồi vãi đái à, chả biết xe gì mà chạy như cái phi thuyền vậy. Mấy xe hình sự thì sẽ hay bắt những cái xe độ đó, mà bắt cái kiểu đó thì sẽ bớt gây tai nạn hơn, gọi là không có nguy hiểm, không gây nguy hiểm cho ai hết. Bởi vì mấy cái xe đó dừng rồi thì mà ập vô bắt thì nó sẽ không có chạy được. Nhưng mà nói chung là đi theo cái kiểu đó thì nó cũng chả có vui gì. Đi cái kiểu đó nó vừa mới nguy hiểm mà nó còn lo lắng trong người nữa, không biết chơi kiểu vậy chi. Qua cái trạm thu phí thứ 3 rồi các bạn ơi. Ở trên cái đường đi Vũng Tàu này á, qua cái trạm thu phí thứ 3 thì mình đi lên trên đây một đoạn thì nó sẽ có một cái hướng rẽ phải. Và cái hướng rẽ phải đó thì nó sẽ có một cái nhánh đường khác để đi tới Vũng Tàu. Mình không nhớ chính xác cái tên nó là đường gì, để mình xem nào. Long Sơn à? Ừ đúng rồi, đường Long Sơn để đi thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên là nếu mà đi vào cái tầm giờ này mà đi vào hướng trong Long Sơn đó thì nó sẽ rất là tối. Thứ nhất là nó tối, có một số đoạn là nó tối nè. Và thứ hai là ở đó cũng sẽ có chốt. Có chốt thì không sao, nhưng mà sợ nó còn nhiều khi còn có cướp nữa các bạn. Nếu khi mà mình đi cái hướng Long Sơn đó thì mình sẽ gần ra ngoài, khi mà gần hết cái đường Long Sơn á, nó sẽ cho mình đi qua được hai cái cây cầu. Và ở hai cái cây cầu đó thì ngày xưa là mình hay đi lên đó, mình đi qua tới đó là mình cứ lên đó mình đứng, mình uống nước, mình chụp hình một tấm ở đó chiêu chiêu, xong rồi mới bắt đầu mới đi tiếp vào thành phố Vũng Tàu. Nhưng mà nghe nói là gần đây là cái tuyến đường đó đã được sửa đi nhiều rồi, đã hoàn thành nhiều cái đường ở trong đó rồi. Cụ thể là như thế nào thì mình lâu rồi mình cũng không đi nên mình cũng không có biết. Chắc là cũng phải mấy năm rồi mình không có đi lại vào trong cái tuyến đường đó nên là mình không có rõ lắm. Nếu mà đi buổi tối như thế này mà có đi với 2-3 xe nữa, có 2 xe thôi là đi vào trong cái tuyến đường đó được, ok, an toàn. Còn đi một mình như thế này, đi với bạn mình nữa, cho nên là cứ đường quốc lộ mà đi cho nó chắc ăn. Mặc dù là đi vào trong đó chắc là cũng không có vấn đề gì đâu, cùng lắm thì có giao thông thôi, chốt cơ động các thứ kiểm tra thôi. Tới khu vực đi vào Long Hải với lại Vũng Tàu nè, một hướng đi Long Hải, một hướng đi Vũng Tàu. Cái này thì nếu bạn nào ở trong Nam thì không có lạ gì nữa, nhưng mà thôi mình cứ giới thiệu qua vậy để xem những ai mà chưa đi thì biết để mà ngắm thôi, còn khi nào có dịp thì đi sau. Ở đây thì mình thấy nó có xây rất là nhiều cái khu nhà như thế này, nhưng mà hình không biết là nó có sử dụng hết không, hay là nó chỉ vào trong những cái đợt mà sốt đất đó. Đúng rồi, nhà nó không sử dụng luôn các bạn ơi, có một số nhà sử dụng thôi, còn lại là đâu có nhà nào sử dụng đâu. Đó, vào những cái giai đoạn mà nó sốt đất rồi nó
xây lên rất là nhiều dự án ma, xong bắt đầu rồi không biết là bán không được hay là như thế nào đó thì, nhưng mà xây lên xong mà chả có ai về ở. Cái xe này của mình thì mình có làm cái đệm kim đan rồi, cái yên kim đan rồi, làm hết 750k. Đó là mình chỉ làm một cái đệm đằng trước thôi, còn đằng sau là do nó vướng cái ba ga. Nếu mà làm yên kim đan đằng sau thì nó bị to ra, mà nó bị vướng cái ba ga thì không làm được. Thế là thành ra là mình chỉ làm đằng trước để mình ngồi thôi. Còn sau này ai mà đi cùng với mình đó, mà ngồi đằng sau thì khả năng là sẽ bị đau đít. Mình thấy hôm nay thì thứ bảy, hôm nay là tối thứ sáu hay sao á, thấy có nhiều bạn đang chạy xuống đây chơi lắm. Và như hôm nay thì chắc chắn là sẽ rất là nhiều chốt. Ở Vũng Tàu này thì nó vẫn luôn là có một cái chốt nổi tiếng đó giờ. Chốt trên đường, không biết có phải là đường 3 tháng 2 hay không. Nói chung là cái đường, trục đường chính để vào thành phố Vũng Tàu đó. Từ ngày xưa mình đi thì ở đó nó đã chuyên có một cái chốt là kiểm tra giấy tờ. Không cần biết bạn là ai, miễn sao bạn là khách du lịch hay là người dân gì đó là họ cũng kiểm tra hết à. Vào chốt cái là xuất trình giấy tờ. Vui thì không sao, còn buồn buồn thì lòi ra một vài lỗi gì đó. Đó, còn đóng hay không thì các bạn tự hiểu. Nhưng mà hôm nay thì do là xe này chưa có giấy, bởi vậy nên là mình sẽ không đi cái tuyến trục đường chính đó, đường 3 tháng 2. Mình sẽ đi qua cái hướng bên khác, cũng đi vào Vũng Tàu. Nhưng mà nó ít khi có cái chốt giao thông hơn, dường như là không có chốt giao thông đứng bên đường đó. Nếu có thì cũng chỉ là các xe giao thông đi tuần thôi. Ra là mình chả có làm gì để mà phải sợ cả. Nhưng mà để đỡ phải mất thời gian thì mình sẽ đi như vậy cho nó chắc ăn. Giấy tờ thì đầy đủ, thiếu mỗi cái cà vẹt thôi. Nhưng mà được cái mình để ý là cái xe này nè, xe bi quanh này mình đổ đầy bình ở thành phố rồi. Và khi mà mình chạy xuống tới gần tới thành phố Vũng Tàu rồi, đâu đó cũng gần 100 cây rồi, nhưng mà nó chỉ mới mất hết có một đoạn nhỏ thôi đó. Và theo cái thông số bình xăng 5 lít mấy này, cho là 5 lít đi, mà nó tiêu hao 1,7 lít cho 100 km, 1,6 mấy á, thì mình cứ cho là 1,7 lít đi, và cho 100 km thì tương đương là cái bình này nó phải đi được 300 cây đó, 300 cây cả đi lẫn về luôn, là dư sức luôn, không cần đổ nhiều, đúng là sướng thiệt các bạn. Để mà đi vào được cái trung tâm thành phố Vũng Tàu á, thì nó có 3 hướng đi. Hướng thứ nhất mà mọi người đi nhiều nhất đó là hướng đường 3 tháng 2, đó là nó đi thẳng vào trung tâm luôn. Còn hướng thứ hai sẽ là đường 2 tháng 9, là cái đường này là mình sẽ đang đi chuẩn bị đi nè. Và hướng thứ ba là cái đường 30 tháng 4, là cái đường vừa rồi ở ngoài kia mình quẹo vào qua bên này nè. Trong ba cái nhánh đường đó thì cái nhánh đường mà 3 tháng 2 sẽ là cái nhánh đường mà hay có chốt đứng nhất. Mình nói thì mình nói ôi, các bạn thấy không? Ôi. Các bạn có nhìn thấy gì không? Nguyên con cú mèo luôn các bạn ơi, nó bay ngang mình luôn. Mình nói cái thông tin này ra là không phải là để các bạn nghe rồi các bạn thông chốt hay gì cả, mà nói chung là để một cái phần gọi là kinh nghiệm đi chơi Vũng Tàu từ xưa tới giờ là của mình, để cho các bạn biết được là cái hoạt động ở đây nó sẽ như thế nào, mà các bạn đi cho nó đàng hoàng, đi cho nó an toàn, không có đi sốc nổi, bởi vì mình đi chơi mà, có cái gì vội vàng đâu. Cái đây là cái ngã năm. Nếu mà đi qua hướng bên này thì nó sẽ đi vào cái đường 3 tháng 2. Còn mình đi hướng bên này, mình đang quẹo vào đường 2 tháng 9. Đường này nó sẽ rộng hơn là cái đường bên kia, đường 3 tháng 2 kia. Đường 3 tháng 2 thì nó sẽ có một lane thôi, một cái lane đường thôi. Còn đường này thì nó có hai lane lận. Đường mới mà, ngày xưa tới giờ, cái tuyến đường 3 tháng 2 để đi vào Vũng Tàu thì nó là cái tuyến đường chính từ ngày xưa tới giờ. Bình thường đi thì cũng hay gặp những cái chốt đứng ở ngay cái vòng xoay đó. Và những cái chốt đó có sẵn xe nghiệp vụ sẽ đuổi theo bạn đó, nếu mà người ta muốn bắt chạy luôn cho nó xanh chín ha. Các bạn mà chạy ẩu hay nẹt hay là gì gì đó là người ta ra hiệu mà không dừng, các bạn cố tình chạy luôn đó, là sẽ có xe nghiệp vụ đuổi theo các bạn.
mà đã bị đuổi rồi mà để bị bắt lại thì các bạn phải tự hiểu là cái tội sẽ bị phạt rất là nặng, gọi là chống người thi hành công vụ, nó sẽ không hay ho gì cho lắm. Ở dưới này vừa mới mưa xong nè, đường nó còn ướt nè, đang là mùa mưa mà, nên là cứ chiều chiều tối tối là nó mưa. Hôm nay tự dưng là buổi tối thì hứng đi, bởi vì mình cũng sắp đi về ngoài Bắc này rồi, cho nên là tranh thủ nó thấy cái thời tiết nó mà hơi đẹp đẹp một tí là hứng lên là đi chơi thôi, rủ bạn mình đi xuống Vũng Tàu chơi luôn, sẵn tiện cho xe nó rô đai cái mức qua mức 500 cây để mà thay nhớt luôn. Mặc dù là xe chạy rô đai nhưng mà mình cũng kéo dữ lắm, mình kéo chắc cũng có lúc lên 7-80 luôn á. Như vậy thì máy của nó sẽ không có được trôi chảy cho lắm. Nếu mà rô đai trong cái thời gian rô đai 1000 cây đổ lại thì hay ho nhất vẫn là nên chạy 60 đổ lại thôi. Nhưng mà theo cái thói quen của mình chạy sốc nổi, cũng không đến nỗi sốc nổi, mình chạy nhanh nó quen á. Đường đẹp thì mình cứ chạy nhanh thôi. Thì nó rô đai mà chạy nhanh thì nó sẽ hơi hại máy chút xíu. Bây giờ thì mình sẽ đi ra thẳng tới quán ăn luôn, tới cái quán lẩu gì đó ăn uống rồi đó, xong rồi bắt đầu thì mới đi dạo phố, đi dạo biển, thành phố biển về đêm một chút xíu rồi mới đi kiếm phòng để ngủ. Cũng khá là khuya đó, bây giờ là đã 11 giờ, gần 12 giờ rồi, mà nay là ngày cuối tuần nữa thì không biết là cái phòng nó còn nhiều hay không, và cái giá nó có bị đôn lên quá nhiều hay không. Thì trong tầm mức gọi là 300-400, đó là cái giá dao động là trong cái khoảng đó đó, chứ còn giá cao hơn nữa thì phí, hơi phí tiền. Ở thành phố lớn như thế này, thành phố du lịch như thế này thì cái phòng mà 300-400 mà phòng đẹp thì nó không thiếu. Nó có rất là nhiều phòng, dạng phòng ở đây tha hồ cho các bạn chọn. Mới vô ăn lẩu xong các bạn ơi. Bây giờ cái thời tiết này nãy giờ nó có cái hiện tượng là trời mưa, nó cứ mưa mưa. Ủa, đi đúng đường chưa? Nãy giờ thì nó có cái hiện tượng trời mưa, thế thành ra là bây giờ thì không biết là có chạy ra quảng trường chơi một chút xíu hay không, để xem quảng trường nó có đông hay là không. Ở đây thì khô nè, ở đây thì thấy đường xá có vẻ khô ráo. Phòng khách sạn thì nãy là mình có liên hệ, mình check trên Google Maps và mình đặt, mình gọi điện liên hệ trước đó các bạn. Thường thì khi mà đi như thế này nè, để cách mà để tìm ra được những cái phòng khách sạn ưng ý á, thì coi trên Google Maps và xem những cái đánh giá của người ta trên đó, thì mọi người cũng sẽ thấy được cái giá của cái nhà khách sạn đó luôn. Thấy cái nào nó vừa miếng vừa tầm của các bạn thì mình chơi thôi, rất là tiện, không cần phải đi tới nơi để hỏi giá này nọ làm gì cho nó mất công đâu. Thấy được cái thông tin rồi, bấm gọi cho cái khách sạn đó luôn, hỏi luôn, chốt một cái rụp. Nãy mình hỏi cái khách sạn kia thì nó báo giá là 300, nhưng mà bây giờ là qua 12 giờ rồi nên thôi nó bớt cho mình 50, đó là chỉ còn 250 thôi, quá rẻ luôn các bạn. Với lại được cái là cái khách sạn mà mình đặt á, thì mình thấy cái quy mô nó cũng lớn đó các bạn. Coi trên Google Maps thấy hình nó cũng lớn đó, là nó kinh doanh chắc phải cả 100 phòng ấy, chứ không phải là ít đâu, không phải vài phòng leo que đâu. Ở đây thì nó có một cái bar gọi là bar public ở ngoài trời, thấy được luôn. Úi trời ơi, mình thì không hay bar bub, không hay chơi bời mấy cái đó, nên là nhìn thấy mấy cái đó nó cũng không có hứng thú gì. Ngày xưa thì mình có mấy cái kỷ niệm là đi khoảng gần chục năm về trước á, là hay đi xuống dưới Vũng Tàu này buổi tối, xong rồi mua có cái lều đó các bạn, dựng cái lều để nghỉ ngơi tạm, nhưng mà nằm nóng thấy mẹ luôn, ngủ đâu được đâu. Đông chưa? Đó, tới quảng trường rồi nè, quá là đông luôn. Để bây giờ quẹo vô đây mình quay sơ qua cho các bạn coi con xe của mình đang đi như thế nào, chứ nãy giờ là mình chỉ nhớ là mình chạy lòng vòng thôi, chứ mình chưa quay con xe của mình cho các bạn coi. Đây cho các bạn xem con xe của mình. Mình đang đi một thùng. Ở đây là một thùng nè. Và đằng sau mình có chở một người nữa. Đó. Xe của mình hiện tại thì bây giờ mình chốt tạm theo cái mẫu này. Rồi sau này có thay đổi đi design lại, custom lại cái dáng khác hay là cái như nào khác thì sẽ tính sau. Nhưng mà trước tiên là thấy cái này cũng tạm ổn rồi, tạm đi chơi được rồi.
cũng hơi nhìn nó cũng hơi lạ lẫm chút xíu, ok, không đến nỗi nào. Cái xe này mình đi hai thì mình thấy nó cũng chạy bình thường, nó chả có gì là quá có phải phàn nàn như là các bạn nói, nó không có quá yếu hay là cũng không kiểu khó chạy hay là như nào đó, mình chạy mình phải thấy vẫn ok, vẫn đi chiêu chiêu vui vui được. Để mà chạy ở cái chỗ này thì nó cũng rất là dễ bắt gặp những cái xe độ nhiều luôn các bạn. Bây giờ là 1 giờ rồi đó, gần 1 giờ đêm rồi. Nhưng mà mọi người thấy là vẫn nhộn nhịp nè. Cái đây là tuyến đường chính, tụ tập chính của thành phố Vũng Tàu về đêm. Là lúc nào nó cũng sẽ có người đi lại như này. Và mình thấy nó có những cái dịch vụ cho thuê xe điện rất là dễ thương. Những cái chiếc xe này thì phù hợp với nữ đi nè. Cute các kiểu đồ. Ngày xưa thì nó cho thuê xe máy, còn bây giờ là nó điện hóa hết rồi. Auto là xe điện hết. Giờ thì cứ chạy lượn đi một vòng đến trên kia, chơi bời một chút xíu, gọi là cho các bạn ngắm cái khung cảnh của thành phố Vũng Tàu về đêm, xem có gì hay ho không. Để cho những bạn mà ở khu vực ngoài miền Bắc mà chưa có dịp đi vào trong này thì nhân tiện là qua cái kênh này của mình. Cái kênh này của mình thì cũng sẽ làm chủ đề nhiều chuyên về ngoài miền Bắc hơn. Thì dịp này thì cho mọi người đi coi, đi chơi cùng với mình ở trong cái khu vực miền Nam. Nếu mà để so sánh cái Vũng Tàu này nó giống như nó tương tự một cái địa danh nào đó ở ngoài miền Bắc thì mình nghĩ là nó giống tâm đảo của ngoài miền Bắc đó các bạn. Bởi vì sao? Vì thay vì bình thường ở ngoài miền Bắc mình, đúng không, mọi người sẽ hay chọn là đi một cái chuyến đi ngắn nào đó, là mọi người sẽ auto là chọn là đi lên Tam Đảo hoặc là Ba Vì đó. Nhưng mà Tam Đảo nhiều hơn, mà mình cũng chẳng biết là lên trên đó Tam Đảo nó có gì vui mà các bạn đi hoài luôn á. Đó. Đó, còn ở trong miền Nam này thì để mà gần nhất và dễ đi nhất thì có cái để chơi thì là đi Vũng Tàu, thì cũng đi xuống đây, rủ nhau đi xuống đây rồi đi chơi bời ngắm biển về đêm rồi ăn uống các thứ, xong rồi nhiều người sẽ đi về luôn, còn không thì mọi người sẽ ở lại chơi rồi trưa hôm sau về. Mà theo mình thấy đi Vũng Tàu như thế này thì đi theo cặp đôi cũng sẽ vui nè, rất là vui, bởi vì đi đêm nè, rủ nhau đi chơi bời, đi ngắm biển rồi đó, ui rồi sóng biển dập dìu bên kia kìa, không biết là trên camera có nhìn được không đó, ui trời ơi sao trắng xóa nó dập dìu. Chạy dạo biển về đêm như thế này cũng rất là thú vị. Mấy cặp đôi mà đi với nhau xong bắt đầu rồi kiểu như mấy bạn đang tán nhau, yêu nhau hay rủ nhau đi chơi á, đi rủ nhau đi tâm sự như thế này đó, tâm sự các kiểu rồi yêu đương nắm tay các kiểu rồi. Ôi cảm giác mới yêu nó hay lắm các bạn ơi, cảm giác lúc mới yêu lúc nào nó cũng thú vị. Không khó để bắt gặp những cái cặp đôi đang ngồi tâm sự với nhau đó, mỗi cặp một chỗ rồi chụp hình rồi ngồi cả già cả trẻ gì có đầy đủ. Những cái cảm giác, những cái cảm xúc lúc mới yêu nó rất là thú vị. Mà nếu bạn nào mà đang trong những cái giai đoạn đó thì nên tận hưởng đi, nên biết tận hưởng những cái khoảnh khắc đó đi. Bởi vì chẳng biết một lúc nào đó sau này khi mà cuộc sống của bạn thay đổi thì những cái thứ đó nó không còn quay lại nữa đâu đó, mà nó sẽ chuyển hóa thành một cái kiểu khác, nó không còn được hấp dẫn, không còn được vui như ban đầu nữa. Ở đây người ta cũng câu cá này, mấy ông cần thủ này đúng là tài, mấy ông này chăm câu thiệt luôn á. Không kể ngày tháng, không kể thời tiết như thế nào, bất kỳ lúc nào cũng có thể mà ngồi câu được, hay thật tài. Thôi bây giờ là bắt đầu quay lại cái đường cũ đi về hướng úi trời đất ơi. Các bạn thấy gì không? Quá trời quá đất. Bây giờ sẽ quay về đường cũ và đi về cái hướng khách sạn mà mình đặt. Gần tới khách sạn rồi thì nó mưa. Bắt đầu có những giọt mưa và gần dần dần nó nặng hạt dần. Còn cách khoảng 2 cây nữa là tới khách sạn rồi. Đấy, đừng nói là đi cả buổi không có bị ướt mà gần về tới khách sạn mà nó ướt được nha. Xui dữ lắm à. Mình đoán là xe này đang chạy được khoảng 70 đó các bạn. Mặc dù là nhìn trên video này nó có vẻ chạy nhanh, nhưng mà thực tế gì cái tốc độ của nó khoảng được 70 à. Đây các bạn ơi, cái chỗ mình bút đây.
Các bạn coi cái phòng 250k này các bạn, nhìn nó ổn áp không? Nhưng mà tuy nhiên có một cái vấn đề khá là khó hiểu, đó là các bạn nhìn xung quanh hết một cái phòng như thế này thì cái điều đầu tiên đó là mình không thấy một cái ổ cắm nào để cắm sạc điện thoại cả. Đáng nhẽ nó phải thiết kế cho một cái ổ cắm ở đâu đó để người vào người ta có thể mà cắm sạc thiết bị các kiểu điện thoại đúng không? Nhưng mà đây không, mình nhìn xung quanh rồi, nó không thiết kế một cái ổ cắm nào để cho khách sử dụng cả. Thế là bắt buộc mình phải tìm tới cái tủ lạnh và mình phải đẩy cái tủ lạnh ra để mà xài tạm cái dây của cái tủ lạnh. Chứ còn nhìn đi xung quanh là không có một cái ổ nào để cho khách có thể cắm điện mà sạc pin các thứ được. Và riêng cả cái tivi này thì nó cũng chỉ có một cái lỗ cắm thôi nè, không còn một cái nào khác. Thấy ảo ma không? Đó. Nhưng thôi, với cái giá 250k một cái phòng như thế này chỉ để ngủ nghỉ, ok, quá ok đúng không? Thôi, hẹn các bạn ngày mai test xe tiếp ha.